Vâng, xin chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc nha. Thì sáng nay hàng về được hai cặp loa cực kỳ đẹp luôn, một cặp 6 lớp 1 series 3 hàng eBay về. Em đã có hàng cho các bác rồi nha. Vừa rồi em đã giao một cặp thì cũng khá là nhiều các bác hỏi. Cặp này về là còn nguyên cái thùng giấy bên nước ngoài họ gửi về. Nên là bác nào chốt thì em sẽ đóng nguyên vào và kiện đó là gửi cho các bác luôn. Và một cặp đích tình dòng hết số của dòng đích tình 15, đích tình 15 XR. Sở hữu bát 20. Một bát phụ, một bát chính và một chép đom. Đây là dòng loa châu Âu. Bác nào thích nghe nhạc vàng, nhạc chậm rãi và gọn gàng, và thích nghe chất đèn hay là đánh với những dòng âm ly cổ thì lấy cặp này. Trưng bày đẹp, đặc biệt cặp này em về là cặp của thùng vàng, thùng thông vàng nha, rất là đẹp luôn. Giá em giao là 9.700.000. Một cặp đích tình 15 XR tuyệt đẹp luôn nha các bác. Và đẹp cứng luôn á. Và tiếp tục em có hàng lại là một con 9090DB có hàng nha bác, sexy vàng giá 48.500. Và cặp Boss 601 Series 3 thì em vẫn giao là 43.500.000 bao gồm phí ship nha. Hàng tất cả em bao zin và chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Trước tiên em mời các bác cùng ngắm cặp Đích Tình 15 XR này. Đấy, thùng thùng thông vàng này các bác, cực kỳ đẹp luôn nha. Đích Tình 15 XR chép đom. Chép lụa đom nha các bác. Tất cả là nguyên zin và họ đẹp cứng luôn. Đấy, dòng Đích Tình là gân zin nha các bác. Tuyến lo này đẹp ngắt ngay, đây là bát hỗ trợ này, các bác bát hỗ trợ đó. Cặp này các bác chơi phòng 35 40 vuông là vô tư, thiết kế đẹp. Dòng châu Âu thì khỏi bàn rồi nha bác, dòng châu Âu thì khỏi bàn rồi. Cặp loa này rất đẹp nha. 9.700.000 nha bác. Đích Tình 15 XR. Đẹp cứng cửa 9.700.000. Và con 9090DB mới cập bến sáng ngày hôm nay. Đẹp cứng cửa. Sexy 7 màu. Giá em đang giao là 48.500.000 nha. 48.500.000. Tất cả nấm nút là xăng tròn, máy phải đẹp đẹp len keng đặt cho chuẩn mà em vẫn giao cho các bác nha. Vừa rồi em đã giao hai con rồi các bác, là hết hàng trong mấy cả hai tuần nay. Thì sáng nay em đã về một con này. Bác nào thì đang tìm 9090DB thì alo liền cho em nha. 48.500.000 giá tốt nhất để các bác sở hữu nha. Vừa rồi em có hai con mà em giao cho bác khách một con và giao cho một lái ở Hải Dương một con các bác. Đấy, cái con mà giao lá Hải Dương nói ra thì mắc cười lắm các bác. Bác cũng bắt khách đó luôn. Đấy, cũng liên hệ cho em hỏi con đó. Em báo rồi 48 năm. Đấy, lăn tăn trả này trả nọ đâu bán được các bác. Cuối cùng thì em giao thợ, thợ ra đó cũng bán cho bác đó luôn. 50.500.000. Đấy. Thấy cuộc nó lạ các bác. Cũng con luôn. 50.500.000 thì mua nhưng mà 48 năm không mua. Đấy. Chừng mấy bác có nhân tin lại tại sao giống con của em nhé. Đúng rồi, em giao cho thợ về đó mà. Cuối cùng lại tốn thêm máy cũ. Em đang giao 48 năm nha, nhưng con này về là em về là em giao cho một là khách hay là cho anh em thợ. Nó trên nhau không nhiều đâu nha các bác. Em vẫn giao giá tốt để các bác mình chơi nha. 48 năm. Bên em có cả G8000, 9000, 9000DB nha. Và đây là cặp Boss 601 Series 3. Đúng cặp hàng eBay về. Đẹp nhã nhựa luôn nha. 43.500.000 nha. 43.500.000. Đã bao gồm phí ship nha các bác. Boss 601 Series 3. Đỉnh top của hàng Boss rồi đó. 43.500.000 bao gồm phí ship. Đây tiếng loa này các bác. Tất cả nguyên zin và mộc mạc này, các bác thấy sự mộc mạc của tiếng loa này. Đúng cặp nha, hàng eBay về. Tiếng loa chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Loa đẹp cứng luôn. Đúng cặp series liền kề, series trong series chứ. Dòng Boss là trong series nha các bác. Cặp này em đang giao 43.500.000. Còn con 9090DB sexy vàng đẹp óng ánh luôn, giá là 48.500.000. Cặp Đích Tình 15 XR rất là tầm tiền để các bác mình chơi, và lo này rất khá là hay nha. Đích Tình 15 rồi, Đích Tình 15 XR là phiên bản cao nhất nha. Đặc biệt cặp này là cặp thùng thông vàng nên là nó đắt nhất các bác, và em vẫn giao giá yêu thương nhất nha. Thùng vàng này đấy, càng zin hết nha các bác, càng zin đẹp mút mùa luôn. Nói chung hàng bên em hàng siêu tuyển chọn kỹ lưỡng nên các bác mình muốn chơi sản phẩm nào cứ alo cho em nha. Sáng nay về ba sản phẩm đấy. Boss 601 Series 3 là 43.500.000, còn 90DB là 48.500.000, còn Đích Tình 15 XR giá là 9.700.000.
Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.